ghi bàn phút cuối trên chấm 11m, Nam Định thắng trận ra quân V-League. Câu lạc bộ Nam Định là một trong những đội bóng có sự đầu tư mạnh về lực lượng ở mùa giải năm nay. Trong trận ra quân ở vòng mở màn Night Group V-League 2023, thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Tiệp tiếp đón Thành phố Hồ Chí Minh trên sân nhà Thiên Trường với mục tiêu giành 3 điểm. Trận đấu diễn ra hấp dẫn sau tiếng còi khai cuộc. Phút 11, Henrio đá phạt nhắm đến vị trí của Dominic Vinicius, tuy nhiên thủ thành Phạm Hữu Nghĩa của Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt dính bóng. Phút 18, Thanh Trường của Nam Định đi bóng rồi dứt điểm rất hiểm hóc từ cánh trái, buộc thủ môn của Thành phố Hồ Chí Minh phải đấm bóng chịu phạt góc. Đến phút thứ 23, đội khách đáp trả lại bằng tình huống nguy hiểm. Rin đột phá dũng mãnh, anh loại bỏ hai hậu vệ của Nam Định trước khi dứt điểm trong vòng cấm, nhưng cũng không thắng được thủ thành Nguyên Mạnh. Những phút sau đó, hai đội chơi ăn miếng trả miếng đầy hấp dẫn. Phút 32, cũng chính Green có cú sút phạt vào sáng ngang của đội chủ nhà. Dù được các cổ động viên cổ vũ, nhưng hàng công của Nam Định trận đấu này không phát huy được hết sức mạnh. Vì thế đội chủ sân Thiên Trường có cơ hội khá nhiều nhưng gặp khó trong việc tìm kiếm bàn thắng. Phút 42, Nam Định có pha tấn công có nét nhưng tiếc cho đội chủ nhà khi cú sút quyết định của Thanh Trường lại không chính xác. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0 đều. Đầu hiệp 2, từ quả tạt của Nguyễn Vũ Tín bên phía cánh trái, Hoàng Vũ Samson bật cao đánh đầu nhưng bóng đi quá bổng. Trong khoảng 10 phút sau đó, Nam Định có 3 cơ hội liên tiếp nhưng không thể khoan thủng hàng thủ của đội khách. Phút 65, Hoàng Vũ Samson sút chân trái chạm người một cầu thủ Nam Định bật ra. Hoàng Vĩnh Nguyên dứt điểm từ xa đưa bóng chệch xa khung thành của Nam Định. Phút 76, Dương Thanh Hào sút xa đưa bóng đi chệch khung thành của đội khách. Cả hai đội đều chơi rất cố gắng nhưng không bên nào khai thông được thế bế tắc. Những phút cuối, các học trò của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt tạo ra sức ép đáng kể lên phần sân của đội khách Thành phố Hồ Chí Minh nhưng không thể ghi bàn. Những tưởng như trận đấu sẽ khép lại với tỷ số không đều thì bỗng nhiên tới phút 90+5, trọng tài Hoàng Ngọc thổi phạt đền cho Nam Định khi một cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, tân binh Henrio thực hiện thành công quả đá phạt mang về chiến thắng 1-0 cho Nam Định. Tân binh Khánh Hòa thua sát nút câu lạc bộ Thanh Hóa. Đây là trận đấu đầu tiên của Khánh Hòa tại giải V-League sau 3 năm vắng bóng. Đội bóng phố biển cho thấy họ thiếu kinh nghiệm so với đội bóng xứ Thanh. Trong hiệp 1, Khánh Hòa là đội giữ bóng nhiều hơn, nhưng họ hầu như không tạo ra được cơ hội nguy hiểm nào về phía khung thành của đối phương. Ngược lại, Thanh Hóa lại sớm có bàn mở tỷ số ngay phút đầu trận của ngoại binh Bruno Cunha. Trong tình huống này, Bruno tung ra cú sút xa rất căng và hiểm hóc từ khoảng 25m, khiến thủ môn Trần Thế Kiệt của đội chủ nhà phải bó tay. 1-0 cho Thanh Hóa. Nhưng cũng chính Bruno bỏ lỡ cơ hội khó tin ở phút 17, đón đường truyền từ cánh phải của đồng đội, tiền đạo này thoát qua khỏi sự đeo bám của cầu thủ Khánh Hòa, đánh đầu từ khoảng cách chỉ chừng 1m. Nhưng lạ thay, bóng lại đi ra ngoài, chưa phải mặt tiếc ngẩn ngơ của các thành viên bên phía đội bóng xứ Thanh. Bị dẫn trước, Khánh Hòa đẩy cao tốc độ tấn công trong hiệp 2, nhưng khi mà đội bóng phố biển còn chưa tìm kiếm được bàn thắng sau bàn tỷ số, họ đã thủng lưới lần thứ 2 trong trận. Phút 69, cầu thủ trưởng thành từ bóng đá Khánh Hòa, nay khoác áo câu lạc bộ Thanh Hóa là Lâm Tỳ Phong đào người vượt qua một hậu vệ đội chủ nhà trước khi sút hiểm từ khoảng cách 18m, đánh bại thủ môn Trần Thế Kiệt, nâng tỷ số lên 2-0 cho Thanh Hóa. Không còn gì để mất, Khánh Hòa dồn toàn lực tấn công trong những phút cuối, khiến cho khoảng thời gian cuối trận diễn ra đầy gay cấn. Phút 89, ngoại binh Douglas Ferreira di chuyển khôn ngoan, thoát ra khỏi hàng thủ của đối phương, đón đường truyền của đồng đội, đánh đầu trong thế không người kèm từ cự ly gần vào lưới, thu ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho Khánh Hòa. Dù vậy, khoảng thời gian còn lại quá ít để đoàn quân của huấn luyện viên Võ Đình Tân có thể tìm kiếm được bàn thắng sau bàn tỷ số, đánh chấp nhận thất bại 1-2 ngay trên sân nhà ở ngày mở màn của Night Group V-League 2023. Sông Lam Nghệ An và Đà Nẵng chia điểm nhạt nhòa ở trận derby miền Trung. Sông Lam Nghệ An dù với lên dẫn trước nhưng không thể bảo toàn lợi thế và chấp nhận trận hòa một đều trước RB Đà Nẵng ngay trên sân nhà. Có lợi thế trên sân nhà, Sông Lam Nghệ An là đội nhập cuộc tốt hơn so với Đà Nẵng đôi chút. Hàng thủ của cả hai đội chơi không quá kín kẽ và tạo điều kiện cho các tiền đạo có nhiều cơ hội dứt điểm. Tuy nhiên, hàng công của SHB Đà Nẵng lẫn Sông Lam Nghệ An cũng đều khá vô duyên nên những cơ hội ngon ăn trong hiệp 1 đều bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Tưởng chừng như hiệp 1 sẽ khép lại với tỷ số không đều thì đến phút 45, Sông Lam Nghệ An đã có được bàn mở tỷ số. Trần Nam Hải, cầu thủ trẻ mới chỉ sinh năm 2004, đã có cú dứt điểm quyết đoán để xé lưới Đà Nẵng. Tuy nhiên, đây một lần nữa vẫn chưa phải là tình huống khép lại 45 phút đầu tiên. Chưa đầy một phút sau khi bị thủng lưới, Đà Nẵng đã có được bàn gỡ hòa. Hà Minh Tuấn đã nổ súng ngay trong trận đấu đầu tiên trở lại màu áo của đội bóng quê hương. Cựu tiền đạo của đội tuyển Việt Nam đã có tình huống lựa chọn điểm rơi chính xác trước khi tung cú đánh đầu sở trường gỡ hòa cho SHB Đà Nẵng. Sang đến hiệp 2, cả hai đội đều nỗ lực dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng vừa lên dẫn trước. Sông Lam Nghệ An vẫn là đội chơi tốt hơn với sự cơ động ở tuyến giữa. Trọng Hoàng cũng sở hữu một cơ hội rất ngon ăn trong vòng cấm của SHB Đà Nẵng nhưng cú dứt điểm của anh lại đi thiếu chính xác. Những phút cuối hiệp 2, Đà Nẵng chủ động lùi sâu đội hình để đá phòng ngự khi đã hài lòng với một điểm có được trên sân khách. Đội bóng sông Hàn cố gắng hạn chế sức tấn công của chủ nhà Sông Lam Nghệ An. Chung cuộc,
hai đội chia điểm trong trận derby miền Trung đầu tiên của V-League 2023. Công An Hà Nội, Topland Bình Định, Giải Ngân Hà dội mưa bàn thắng ngày ra quân. Tối ngày 3 tháng 2, câu lạc bộ Công An Hà Nội tiếp đón đội Bình Định trên sân Hàng Đẫy. Những pha lập công của Gustavo Henrique, John Clay và Shumu Fred giúp đội chủ nhà giành trọn 3 điểm. Trong hiệp 1, câu lạc bộ Topland Bình Định kiểm soát bóng nhiều hơn khi Jamie Lynch liên tục bó vào trong để hỗ trợ cho Văn Triền, Hồng Quân. Tuy nhiên, đội bóng đất võ chưa làm tốt ở những tình huống chuyền bóng, dứt điểm quyết định nên chưa tạo ra được cơ hội ngon ăn. Những pha dứt điểm của câu lạc bộ Bình Định chủ yếu đến từ các tình huống cố định và không quá nguy hiểm. Vì thế, họ chưa thể đánh bại được thủ môn Bùi Tiến Dũng. Ngược lại, câu lạc bộ Công An Hà Nội lại có nhiều pha phản công, chuyển trạng thái sắc bén. Đội chủ nhà cũng tận dụng tốt các cơ hội mà mình tạo ra. Phút 19, Tô Văn Vũ có đường chuyền thông minh và chính xác cho Nguyễn Xuân Nam. Sau đó, tiền đạo này tung cú vô lê hụt, bóng tìm đến vị trí của Henrique và tiền đạo người Brazil đã có pha đặt lòng hiểm hóc, không cho thủ môn Văn Lâm một cơ hội cản phá. Đến phút 36, Vũ Văn Thanh bị Đỗ Thành Thịnh phạm lỗi trong vòng cấm và câu lạc bộ Công An Hà Nội được hưởng phạt đền. Sau đó, John Clay đã đánh bại Văn Lâm để nhân đôi cách biệt. 2-0 cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp 1. Sang hiệp 2, thế trận không có gì khác. Dù đã thay đổi chiến thuật lẫn nhân sự, câu lạc bộ Topland Bình Định vẫn không thể tạo ra được sự khác biệt. Họ kiểm soát bóng nhiều nhưng thiếu ý tưởng trong tình huống tổ chức tấn công. Bên kia chiến tuyến, câu lạc bộ Công An Hà Nội vẫn phản công sắc bén. Phút 70, đội chủ nhà có tình huống phản công mẫu mực. Chỉ sau 3 đường truyền, họ khiến hàng thủ của câu lạc bộ Topland Bình Định bối rối. Ở pha dứt điểm cuối cùng, Fred xử lý quyết đoán và không cho Đặng Văn Lâm cơ hội cản phá. Lúc này, tinh thần của câu lạc bộ Bình Định đã suy giảm. Những phút cuối trận, họ để câu lạc bộ Công An Hà Nội thoải mái tấn công và ghi thêm 2 bàn thắng nhờ công của Fred. Chung cuộc, câu lạc bộ Công An Hà Nội giành chiến thắng 5-0 và vươn lên dẫn đầu ngôi đầu bảng V-League 2023. Sau lượt trận ngày 3 tháng 2, Công An Hà Nội tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng V-League với 3 điểm, hiệu số là dương 5. Cùng mạng số điểm nhưng kém hiệu số nên Thanh Hóa và Nam Định chia vị trí thứ 2 và thứ 3, hiệu số là dương 1. Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An xếp thứ 4 và thứ 5 sau khi hòa 1 đều ngày ra quân. Xếp cuối bảng lần lượt là Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh và Topland Bình Định.